Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, một số tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung đã bị ngập lụt, chia cắt tại 77 điểm do bão số 4 ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Cụ thể, Tỉnh Quảng Bình sạt lở, chia cắt nhiều điểm. Đặc biệt, cầu tràn bản Chuối, xã Lâm Hóa ngập cao 2m, làm chia cắt 18 hộ với 91 nhân khẩu. Còn tại tỉnh Quảng Trị, theo văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ chiều và đêm 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, lũ trên các sông tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Thạch Hãn có khả năng lên trên báo động 2. Do mưa to nên mực nước trên sông Bến Hải, sông Hiếu và sông Thạch Hãn ở phía thượng nguồn ở trên mức báo động 1. Phía hạ nguồn dưới báo động 1 và đang lên. Dự báo khu vực tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40mm đến 120mm. Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Tình trạng ngập, chia cắt xảy ra tại 33 điểm, chủ yếu là ngầm tràn ở hai huyện miền núi Đắk Rông và Hướng Hóa Tại huyện Đắk Rông có 6 điểm. Tại huyện Hướng Hóa có 20 điểm. Quốc lộ 15D có một điểm bị ngập 0,4m làm ách tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh có 4 điểm ngập từ 0,4m đến 0,8m cũng đã làm chia cắt giao thông. Thị xã Quảng Trị có 2 điểm là ngã ba đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, đường Lý Thái Tổ, đoạn trước thành cổ ngập từ 0,3m đến 0,5m. Ngoài ra, trên đường Hồ Chí Minh, đường 587 đi xã Húc, tuyến đường từ xã Hướng Tân vào xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa bị sạt lở ở một vài điểm với hàng chục mét khối đất đá. Hệ thống lưới điện ở huyện Vĩnh Linh bị hư hỏng nhiều đoạn, tuyến làm mất điện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 14 giờ ngày 19 tháng 9, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực tỉnh Quảng Bình đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới sẽ ở khu vực đất liền Trung Lào sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đến 10 giờ ngày 20 tháng 9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và tan dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương tiếp tục bám sát thông tin dự báo về lũ, bản đồ nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong nhiều giờ tới, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Con Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa, Nghệ An, phía Bắc Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 70 quận, huyện, thị xã thuộc 10 tỉnh, thành phố gồm tỉnh Thanh Hóa có các quận huyện, thị xã, Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân. Tỉnh Nghệ An có Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Trương, Tương Dương. Tỉnh Hà Tĩnh có Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Kỳ Anh, Vũ Quang. Tỉnh Quảng Bình có Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa. Tỉnh Quảng Trị có Cam Lộ, Đạc Rồng, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh. Tỉnh Thừa Thiên Huế có A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Thành phố Huế, Hương Thủy, Hương Trà. Thành phố Đà Nẵng có Hòa Vang, Liên Triều, Sơn Trà tỉnh Quảng Nam có Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước. Quảng Ngãi có Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Sơn Tịnh, Trà Bồng. Con Tum có Đắc Lê, Đắc Hà, Đắc Tô, Tù Mơ Rồng. Cảnh báo sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 trên biển Đông, dự báo từ nay đến mùng 1 tháng 10, ít nhất hai áp thấp mới xuất hiện gần Philippines. Tin báo mới nhất ngày 19 tháng 9 của Pagasa cho hay, hiện tại không có áp thấp hay cơn bão nào trong khu vực dự báo PAR của Philippines sau khi cả Gener và bão Helen, tên quốc tế là Pulasan, đã rời khỏi PAR. Tuy nhiên, Pagasa dự báo trong tuần từ 18 đến 24 tháng 9, một áp thấp mới dự kiến hình thành ở phía tây bắc PAR với khả năng mạnh lên từ thấp đến trung bình. Trong tuần từ 25 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, áp thấp mới nói trên dự kiến rời khỏi PR và di chuyển theo hướng tây nam về phía Trung Quốc. Tuy nhiên, trong tuần này cũng sẽ tiếp tục xuất hiện một áp thấp nữa ở phía bắc PR với khả năng mạnh lên từ thấp đến trung bình. Như vậy, trong hai tuần từ ngày 18 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, Philippines liên tiếp đối mặt với nguy cơ áp thấp mới xuất hiện ngày 19 tháng 9, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Đáng chú ý, trong chuyến thị sát công tác di rời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao dưới chân núi Cây Sường thuộc Tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, ông Đoàn Ngọc Lâm đã phát hiện một sự việc đáng lo ngại là trường hợp gia đình bà Trương Thị Thanh B, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Minh Hóa vẫn có người ở trong nhà sinh hoạt. Đây là điểm đã được cảnh báo nguy hiểm. Việc phát hiện này gây ngạc nhiên cho đoàn công tác bởi ngay trong ngày 18 tháng 9, chính quyền địa phương đã báo cáo hoàn tất việc di rời gần 40 hộ dân sống dưới chân núi Cây Sường. Bởi dãy núi này trước đó xảy ra tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhằm phòng tránh tình trạng mưa lớn gây sạt lở và có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên trong ngày 19 tháng 9, một số gia đình đã tự ý quay trở lại nhà để sinh hoạt đặc biệt gia đình của một lãnh đạo phòng cấp huyện lại ở trong tình trạng này càng làm dấy lên nhiều thắc mắc. Ông Đoàn Ngọc Lâm đã ngay lập tức chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện di rời khẩn cấp gia đình này, đồng thời yêu cầu kiểm tra, giả soát lại toàn bộ quá trình di rời người dân. Đồng thời, ông Đoàn Ngọc Lâm cũng đã yêu cầu huyện Minh Hóa kiểm điểm những cán bộ, đảng viên không chấp hành, thiếu gương mẫu trước nhân dân. Sự an toàn là trên hết, bất kể chức vụ hay hoàn cảnh cũng đều phải chấp hành nghiêm túc các quy định về di rời khi có nguy cơ xảy ra thiên tai. Không có bất kỳ trường hợp nào được phép ở lại vùng nguy hiểm. Tối 18 tháng 9, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của tài khoản có tên Giang Trần phản ánh về việc đoàn thiện nguyện di chuyển lên thành phố Yên Bái, cứu trợ bà con vùng lũ và dừng chân tại nhà hàng Hiền Anh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, ăn trưa thì bị chặt chém. Theo phản ánh của bài viết này, đoàn thiện nguyện gồm 12 người gọi 4,5 kg cá lăng sông giá 900.000 đồng 1 kg, 2 đĩa thịt rang giá 180.000 đồng 1 đĩa, 9 lon bia giá 25.000 đồng 1 lon, 6 lon coca với giá 15.000 đồng 1 lon và 2 tô cơm giá 20.000 đồng 1 tô. Hóa đơn thanh toán bữa ăn này là 4 triệu 765.000 đồng. Theo thông tin bài viết của chủ tài khoản Facebook Giang Trần, Việc nhà hàng tính tiền bữa ăn này gần 5 triệu đồng là không chấp nhận được trong bối cảnh cả đoàn lễ Yên Bái để làm từ thiện cho bà con bão lũ. Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự ủng hộ vì cho rằng các món trong hóa đơn đều quá đắt so với mặt bằng chung. Ông Nguyễn Xuân Long, đội phó đội quản lý thị trường số 2, Cục quản lý thị trường Yên Bái cho biết, lãnh đạo thành phố Yên Bái đang chỉ đạo các phòng, ban liên quan, xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc nhà hàng Hiền Anh ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, bị khách hàng tố chặt chém đối với đoàn thiện nguyện đi làm từ thiện trên địa bàn. Cụ thể, sáng ngày 19 tháng 9, đoàn chức năng gồm đội quản lý thị trường số 2, cục quản lý thị trường Yên Bái, công an xã Giới Phiên đến làm việc với nhà hàng Hiền Anh về nội dung phản ánh trên mạng xã hội. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc An, chủ nhà hàng Hiền Anh cho biết, khoảng hơn 10 giờ ngày 18 tháng 9, một đoàn khách đi xe 16 chỗ, treo băng rôn xe tình nguyện phía trước có 12 người trên xe đến nhà hàng dùng bữa trưa. Khi đến, những người trên xe hỏi về các món ăn, nhà hàng đã giới thiệu và đưa thực đơn bảng giá. Sau quá trình lựa chọn, đoàn khách lựa chọn ăn đặc sản cá lăng sông. Chủ nhà hàng này phân trần, theo bảng giá, cá lăng sông chế biến các món lên đĩa là 1,2 triệu đồng 1 kg. Do xe của đoàn tình nguyện, nhà hàng giảm giá 30%. Cá cân lên nặng 4,5 kg tính ra tiền là 4 triệu 050 nghìn đồng. Ông An khẳng định, nhà hàng cam đoan là cá lăng sông tự nhiên, không phải nuôi công nghiệp. Tổng tiền ăn hết 4 triệu 765 nghìn đồng, chia đều cho 12 người, tính ra chưa đến 400 nghìn đồng một khách, chưa phải là chặt chém. Nhà hàng không làm sai, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan chức năng. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang trong quá trình xác minh thông tin, làm rõ các vấn đề liên quan như nguồn thực phẩm cung cấp, nhân viên, sau đó mới có kết luận chính thức về vụ việc này. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã giới phiên cho hay, bình thường cá lăng sông có giá hơn 1 triệu đồng một kg. Qua hỏi chủ nhà hàng Hiền Anh được biết, khi đoàn khách nêu trên vào, phía nhà hàng đã cho họ xem bảng giá thực đơn được niêm yết công khai. Khi đoàn khách ăn xong, họ không có phản ứng gì. Tuy nhiên, khi về nhà, họ lại đăng bài lên mạng xã hội